Rồi, một con chi VB3488 tiếp tục em mình lại có chi VB3488 thì con này có kiểu máy con này là không có đồng chụp nha các bác. Không có đồng chụp. Đấy. Chạy 4 bóng L34. 4 bóng rề 12 AU7. Và đặc biệt cái model này là cho phép chúng ta chơi được hai loại bóng. Các bác có thể nâng cấp lên bóng KT88. Chúng ta cắm bóng vào và chúng ta sẽ chỉnh bias bốn cái bias ở đây. Đánh số từ 1 cho đến 2 3 4 tương ứng với bốn bóng. Nó sẽ có đồng hồ ở đây để chúng ta tự set up rất tiện lợi, rất là tiện dụng. Dạ. Với việc cho chúng ta chơi hai dòng bóng như vậy thì các bác có thể trải nghiệm hai màu âm của hai dòng bóng 34 và 88. Chiếc này thì còn tương đối đẹp nhé, chạy hoàn hảo. 4 bóng rề là theo máy là bóng Nhật, còn 4 quả bóng L34 hiện tại đang là bóng của Mỹ, Lyric. Bóng còn rất là mới, các bác nhìn đầu thủy còn rất là mới keng luôn. 4 bóng Lyric L34 đế nâu. Chiếc này hiện tại em mình giao lưu với các bác là 16 triệu 800 ngàn đồng. Máy rất là chất, zin nguyên bản và hoạt động tốt. Với mức giá này thì đây em nghĩ rằng là một mức giá cực kỳ là hời cho một chiếc âm ly đèn của Nhật về. Dạ. Chạy nguồn điện 100V. Các bác có thể ghép phối với nhiều dòng loa. Như vừa rồi đoạn đầu nhạc thì em có ghép với loa JBL 4312 này các bác. JBL rất là dễ phối ghép với những dòng âm ly đèn như này nhé. Cầu ra loa thì toàn bộ là cầu cọc đồng này. Từ 4 ohm và 8 ohm. Dạ. Em xin dừng video. Qua video này thì bác nào có nhu cầu chơi chiếc ly đèn VP3488 này thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp cho em mình thì có ship hàng toàn quốc nha các bác. Em xin chân thành cảm ơn.